Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, để công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá có hiệu quả thì cần quy định rõ ràng về các vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc nguyên liệu nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán nguyên liệu. Trong những năm trở lại đây, diện tích trồng thuốc lá trong nước có xu hướng giảm, sản lượng nguyên liệu nội địa hàng năm chỉ đáp ứng gần 50% nhu cầu cho các đơn vị sản xuất trong nước, số nguyên liệu còn lại chủ yếu là nhập khẩu. Nguyên nhân khiến cho các vùng nguyên liệu thuốc lá có xu hướng giảm là sự cạnh tranh đất trồng và công lao động giữa cây thuốc lá và các loại cây khác ngày càng gay gắt, tập quán canh tác và tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật của bà con nông dân ở một số vùng còn hạn chế. Chính quyền địa phương chưa thực sự có các biện pháp chặt chẽ trong việc cấp phép hậu kiểm đối với các doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá, thiếu chế tài xử phạt, ngăn chặn tình trạng tranh mua tại các vùng trồng để đảm bảo cho các doanh nghiệp đầu tư chân chính thu hồi sản phẩm nguyên liệu, yên tâm đầu tư vùng trồng nguyên liệu. Bên cạnh đó, vấn nạn thuốc lá lậu vẫn tiếp tục gia tăng, cũng là một nguyên nhân làm mất sản lượng nguyên liệu hàng năm. Chúng tôi xác định việc làm trách nhiệm xã hội không chỉ đơn thuần là những công tác từ thiện, là những chương trình thiện nguyện, mà chúng tôi tập trung vào những nội dung, những nội hàm có tính chất quan trọng trong công tác này, đó là tạo công ăn việc làm, đời sống, thu nhập cho người lao động và bà con nông dân tại vùng trồng nguyên liệu thuốc lá, đóng góp cho cộng đồng xã hội, bảo vệ môi trường sản xuất, tạo ra những sản phẩm an toàn, có ích, có giá trị cho khách hàng. Chúng ta biết rằng tức là nguyên liệu thuốc lá nó có tính đặc thù, tức là cái chất lượng nó phụ thuộc vào cái thứ nhất là cái đất đai và cái tiểu khí hậu. Cho nên mà vấn đề là chúng ta phải làm sao tạo được cái giống có chất lượng tốt, và thứ hai chúng ta phải nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật để mà nâng cao được chất lượng thuốc lá trong nước. Theo các cơ quan chức năng, để quản lý chặt chẽ nguồn nguyên liệu thuốc lá, cần có biện pháp quản lý hiệu quả hơn các đơn vị sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, đơn vị sản xuất nguyên liệu không đầu tư nhưng vẫn thu mua nguyên liệu, quản lý và xử lý nghiêm hiện tượng tranh mua, tranh bán, tăng cường đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ để nghiên cứu, sản xuất các loại giống chất lượng cao, áp dụng các quy trình kỹ thuật vào trồng trọt.